quý vị, Thái Nguyên, một trong những tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam nổi tiếng với vùng chè rộng lớn, đã phải đối mặt với nhiều thiệt hại nghiêm trọng sau cơn bão Yagi. Những đồi chè lớn bị đổ gãy, ngập úng và hư hại nặng nề, ảnh hưởng tới sinh kế của hàng nghìn hộ dân nơi đây. Tuy nhiên, các vùng trồng chè ở Thái Nguyên đã nhanh chóng triển khai những giải pháp khắc phục, hạn chế thấp nhất thiệt hại về cây trồng, khôi phục lại sản xuất. Mời quý vị cùng theo dõi trong chuyện thường ngày ngày hôm nay. Do tình trạng ngập úng kéo dài đã khiến cho vùng chè của gia đình anh Bùi Trọng Đại bị giảm năng suất đáng kể. Lượng mưa lớn cùng lũ quét kéo dài cuốn trôi đất màu, gây xói mòn nghiêm trọng, làm cho việc khôi phục đất trồng trở nên khó khăn hơn. Hiểu rõ được điều đó, ngay sau khi nước rút, gia đình anh Đại đã bắt tay vào dọn dẹp, khôi phục sản xuất kịp thời xử lý. Chúng tôi đã phải mất khá là nhiều công để dựng lại. Và trong sản xuất nông nghiệp thì có thể nói là cơn bão đi qua thì không mạnh. Thế nhưng mưa thì nó để lại cái hậu quả cũng khá là nặng. Bởi vì riêng với là sản xuất làm nông nghiệp mà mưa nhiều quá thì cũng không tốt. Cho nên là cũng thứ nhất là nó giảm về sản lượng. Thứ hai nữa là về chất lượng của sản phẩm nó cũng bị ảnh hưởng cũng khá là nhiều. Cho nên là đây là một trong những cái thiệt hại có thể nói là không phải riêng đơn vị của chúng tôi mà cũng là một trong những cái thiệt hại chung của cả vùng. Thực hiện theo hướng dẫn của chính quyền, chỉ sau 2 tháng, đôi chè của anh Lê Sơn Hải xanh mơn mờn, chồi non lục biết, xanh biếc ngút ngàn, cho ra sản lượng đạt chất lượng cao. Đến nay, doanh nghiệp của anh vẫn hoạt động năng suất cho những tháng cuối năm. Mưa nhiều thì ảnh hưởng đến chất lượng chè và khi mà mình cũng thiệt hại về kinh tế, khi mà mình bón phân thì cũng sẽ bị trôi hết và mình sẽ phải bón thêm. Tại vì là được sự giúp sức cũng như là hỗ trợ từ bên trung tâm ấy thì mỗi tháng thì hầu như là cũng có anh chị đến để kiểm tra, cũng như là có thanh tra sở đến để kiểm tra cái quá trình chăm bón cũng như là cái tình hình phát triển của cây trồng. Và trong mỗi lần đấy thì em cũng nêu ra những cái khó khăn mình gặp phải cũng như là mong muốn để mà được các cấp lãnh đạo có hỗ trợ về những lần sau thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp xử lý nó tốt hơn. Đối với công tác khắc phục sản xuất nông nghiệp thì ngay sau khi bão xảy ra thì thành phố đã chỉ đạo các cái đơn vị phường xã triển khai xuống nhân dân là tăng cường công tác ổn định sản xuất nông nghiệp. Ví dụ như đối với cây trồng thì đối với diện tích sau khi bị ngập lụt thì ổn định lại và tiếp tục là tăng cái thời vụ cây trồng lên và chuyển đổi cả cây trồng. Ví dụ như đối với diện tích đất lúa sau khi bị thiệt hại thì chuyển đổi sang cây trồng vụ đông, ví dụ như cây ngô, cây rau có cái giá trị và cái sản lượng kinh tế cao để đảm bảo được bù đắp lại cái thiệt hại do cái bão số 3 gây ra. Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên cũng đang khuyến khích người dân trồng các giống chè chịu hạn tốt hơn và ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Các kỹ thuật canh tác tiên tiến cũng đang được áp dụng để tăng cường khả năng chống chịu của cây chè trước những biến đổi khí hậu. Nếu diện tích của toàn tỉnh thì rơi vào khoảng 23.000 ha chè, thì địa bàn thành phố Thái Nguyên chúng tôi xấp xỉ 1.500 ha chè. Và với cái diện tích mà với các hộ của địa bàn thành phố Thái Nguyên thì được các cơ quan chuyên môn thường xuyên là triển khai hướng dẫn kỹ thuật thực hành trong cái việc là thực hành làm chè, trồng chè để đảm bảo được cái nguồn chè an toàn cũng như là mang lại cái giá trị bền vững cho ngành chè của thành phố Thái Nguyên. Các chương trình hỗ trợ từ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cũng như các tổ chức trong và ngoài nước đang tiếp tục giúp nông dân cải thiện điều kiện sản xuất và ứng phó tốt hơn với thiên tai. Ngoài ra, sự phối hợp đồng bộ giữa người dân và chính quyền địa phương là yếu tố then chốt để ngành chè Thái Nguyên không chỉ phục hồi mạnh mẽ sau bão lũ mà còn hướng tới phát triển bền vững lâu dài. Chè được xác định là cây trồng chủ lực thế mạnh của tỉnh Thái Nguyên với giá trị sản xuất vào năm 2023 chiếm 45% giá trị sản xuất trồng trọt, chiếm trên 22% giá trị sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, nhiều hộ trồng chè ở tỉnh Thái Nguyên đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi sản xuất theo hướng hữu cơ để hướng tới sự phát triển bền vững cho cây chè, bảo vệ sức khỏe người dân cũng như là bảo vệ sức khỏe sản xuất và người tiêu dùng, khẳng định chất lượng cũng như xây dựng thương hiệu nền nông nghiệp sạch của địa phương.
Tân Cương là vùng chè nổi tiếng của Thái Nguyên, cách trung tâm thành phố khoảng 13 km về phía Tây, bao gồm xã Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Chiều, Thịnh Đức, Quyết Thắng và Phúc Hà. Từ lâu, cây chè đã trở thành cây trồng mũi nhọn, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân nơi đây. Đây chính là các vùng nguyên liệu để sản xuất ra những sản phẩm chè đặc sản nổi tiếng và đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Lê Sơn Hải quyết định rời thủ đô về quê khởi nghiệp trên đồi chè rộng hơn 3 hectare của gia đình. Với dự định ấp ủ về một loại chè đặc biệt, chất lọc được những tinh túy của đất trời, muốn làm du lịch xanh thì chè phải sạch. Anh đã theo đuổi phương pháp trồng chè hữu cơ, dù có tốn kém hơn về chi phí và thời gian, nhưng lại hoàn toàn thân thiện với môi trường. Là một cái người mà được sinh ra ở trong làng và được nhìn, rồi được học hỏi, được thực hành, có nghĩa là được trong cái quá trình mà mình làm nghề từ lúc nhỏ đến cái lúc mà mình được tiếp quản cái trang trại thì tôi nhận ra là cái cách canh tác của bà con dân vẫn còn rất là nhỏ lẻ và manh mún, có nghĩa là chưa có định hướng rõ ràng và những cái sản phẩm họ vẫn đang áp dụng với những cái phương pháp sử dụng gọi là họ lạm dụng quá nhiều các cái chất hóa học. Thứ nhất là nó gây ảnh hưởng đến môi trường, cái thứ hai là ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Thì tôi nhận ra là hiện tại là trên thị trường không phải là không khó bán, có nghĩa là khó tiếp cận hay là mà thực tế ra là chúng ta chưa có đủ cái chất lượng để mà đáp ứng với những cái tiêu chí của khách hàng. Và tôi chọn cái phương pháp hữu cơ để mà chinh phục. Ở đây chinh phục có nghĩa là nó là một cái mới, nên khi mà chúng ta làm thì chúng ta phải tìm tòi và không chỉ tìm tòi học hỏi mà chúng ta còn phải phát huy và sáng tạo ra những cái giá trị mới nữa. Thì trong cái quá trình đấy tôi đã chọn phương pháp hữu cơ là một cái phương pháp mà tương lai hơn. Bởi vì là tất cả mọi thứ chúng ta ăn hoặc uống vào nó đều phải tốt cho sức khỏe. Không chỉ anh Hải, mà hợp tác xã của gia đình anh Bùi Trọng Đại cũng chú trọng trong việc sản xuất chè sạch. Với tổng diện tích trên 3 hectare, trong đó có khoảng 1 hectare là giống chè Trung Du Cổ chảy dài trên những quả đồi bát úp. Cùng với kinh nghiệm theo nghề truyền thống đã trên 50 năm, nhiều năm qua, sản phẩm của gia đình anh Bùi Trọng Đại rất được ưa chuộng trên thị trường. Được biết, để có được những ấm trà ngon, xứng đáng với danh hiệu Thái Nguyên đệ nhất danh trà, từ quy trình chăm sóc phải đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chuyển đổi theo hướng hữu cơ, quá trình chế biến sản phẩm cũng hết sức công phu, tuân theo một quy trình kỹ thuật liên hoàn, cực kỳ nghiêm ngặt để cho ra sản phẩm thành phẩm. Về cái chè thì chúng tôi đã định hướng từ trước là làm chè an toàn, sau đấy là làm chè Việt Gáp. Thế và sau này thì chúng tôi đã làm du lịch trải nghiệm rồi thì chúng tôi lại sang cái sản xuất theo chè theo quy trình làm chè hữu cơ. Và hiện tại thì bên chúng tôi đã được là đơn vị được cấp chứng nhận chè hữu cơ Việt Nam. Và chúng tôi đang tiếp tục canh tác và sản xuất theo đúng hướng là chè hữu cơ. Không chỉ giữ gìn văn hóa truyền thống trồng chè, mà gia đình anh Đại còn mang văn hóa chè gắn liền với du lịch xanh. Với mong muốn đem lại cho du khách hoạt động trải nghiệm văn hóa trà một cách trọn vẹn nhất, đặc biệt là du khách quốc tế hiện nay. Thứ nhất là về tôi để phát triển về cái dịch vụ làm du lịch, thì tôi cũng được chính quyền các cấp quan tâm và động viên để cho tôi làm. Thế và trong quá trình làm thì cũng được bà con nhân dân ở chung quanh cũng hưởng ứng và ủng hộ. Thế và khách đến với chúng tôi thì có thể nói là trải nghiệm về cái làm chè này là khách rất là vui. Đặc biệt là khách nước ngoài thì người ta trải nghiệm thì người ta không những là trong quá trình thưởng thức sản phẩm trà và còn cả một công đoạn sau đấy nữa, ví dụ như là từ làm đất, từ làm giống, xong đến chăm sóc cho cây chè, rồi thu hái những cái sản phẩm chè như thế nào để ra những cái sản phẩm mà mình định hướng, thì du khách rất là thú vị và cảm thấy thích thú khi được làm cùng với người dân, đặc biệt là làm với bên hợp tác xã của mình. Tôi đến đây thì nhìn thấy không gian ở đây thì thật là rộng rãi, thoáng mát. Mọi người, bãi chè, vùng chè ở đây thì mọi người chăm sóc rất là tốt. Vườn tôi có đi hái chè, tham gia hái chè cùng với tất cả người dân ở đây ấy, thì nhà chè thì hái tốt và rất là cẩn thận ạ. Với điều kiện thuận lợi về thổ nhưỡng và khí hậu, cùng với kỹ năng trồng và chế biến chè đã tạo nên chất lượng đặc biệt của vùng đất được mệnh danh là đệ nhất danh trà.
Vùng chè hiện có tổng diện tích hơn 1.300 hecta, năng suất đạt trên 155 tạ trên 1 hecta, sản lượng đạt trên 23.700 tấn một năm. Sẽ không phải nằm ở kỳ vọng nữa mà đã được đưa vào cái kế hoạch cũng như là những cái định hướng phát triển chung của tỉnh cũng như là của thành phố, thì chúng tôi hướng đến là thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các phòng ban, các cơ quan chuyên môn để đưa cây chè đi xa hơn và mang lại cái giá trị lớn hơn, thì chúng ta phải nghĩ đến cái việc là bảo hộ các nhãn hiệu tập thể cũng như sở hữu trí tuệ đối với cây chè, tạo ra những cái vùng chè tập trung, vùng nguyên liệu tập trung lớn và thực hành trong cái trồng chè theo cái phương pháp canh tác hữu cơ để thì mới tạo ra được cái sức cạnh tranh đối với cây chè trong nước cũng như là nước ngoài để đưa cây chè đi xa hơn trên địa bàn thành phố, và hướng tới năm 2025 thì thành phố Thái Nguyên hướng tới là những cái sản phẩm phải đạt được 70 cái sản phẩm ô cốp mà gắn với lại cái chè, tức là cái sản phẩm ô cốp về chè. Thì hiện tại thì chúng tôi đã có trên 37 cái sản phẩm ô cốp, trong đó có một sản phẩm ô cốp có chứng nhận 5 sao, 26 sản phẩm ô cốp chứng nhận 4 sao và 10 sản phẩm ô cốp chứng nhận 3 sao. Bên cạnh đó, theo đề án phát triển du lịch Thái Nguyên giai đoạn 2021 đến 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh đặt ra mục tiêu đến năm 2025 xây dựng ít nhất 5 điểm du lịch cộng đồng gắn với văn hóa chè, du lịch về nguồn. Chúng tôi thì hiện nay đang tập trung vào 4 dòng sản phẩm, trong đó thì đều gắn với phát triển du lịch gắn với văn hóa chè và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Như vậy có thể khẳng định rằng là cái mục tiêu phát triển du lịch của Thái Nguyên đã được xác định ngay từ đầu là trong quá trình phát triển du lịch gắn với phát triển du lịch xanh và phát triển bền vững. Chúng tôi quan tâm đến cái việc mà tổ chức hỗ trợ trực tiếp tại cộng đồng dân cư cũng như là khu điểm du lịch để hỗ trợ định hướng ngay từ đầu để xây dựng những cái sản phẩm du lịch trên cơ sở mà gắn với những cái điều kiện tài nguyên thiên nhiên sẵn có cùng với những cái bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, để lấy đó làm cái trọng tâm trong định hướng phát triển du lịch để giữ vững bản sắc, giữ vững cái du lịch xanh và du lịch bền vững, trên cơ sở đó để tạo hệ sinh thái du lịch xanh bền vững của tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi xác định là phát triển du lịch của Thái Nguyên đều gắn với văn hóa chè. 4 dòng sản phẩm của Thái Nguyên đang được xác định tập trung triển khai trong giai đoạn hiện nay đều gắn với văn hóa chè. Slogan và biểu tượng của du lịch Thái Nguyên thì là trải nghiệm xứ chè đậm đà bản sắc. Thế và chúng tôi trong phát triển du lịch 4 dòng sản phẩm đó thì đều tập trung với mà đẩy mạnh cái tuyên truyền quảng bá cũng như là giới thiệu cho du khách đến với Thái Nguyên để trải nghiệm văn hóa chè cũng như là trải nghiệm các sản phẩm ô cốp gắn với văn hóa chè, gắn với những sản phẩm ô cốp để kích cầu phát triển du lịch cũng như là kích cầu để phát triển hàng hóa. Để nâng cao giá trị sản phẩm chè, những năm gần đây, nhiều hộ dân trồng chè tại vùng chè Tân Cương đã chuyển hướng sang chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp, theo hướng hữu cơ. Hiện có khoảng 800 hectare chè được chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp, khoảng 600 hectare theo hướng hữu cơ. Các công đoạn từ trồng, chăm sóc, chế biến, đóng gói sản phẩm được đảm bảo an toàn. Câu chuyện về những người nông dân, những doanh nghiệp ở xứ chè Thái Nguyên nỗ lực khôi phục sản xuất sau mưa lũ cũng đã khép lại chương trình Chuyện Thường Ngày ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.